Ủa con đi đâu nhỉ? Lấy giá xe hả? Rồi đồ bơm xe đạp con đâu? Đồ bơm của nhà con. Nó bị lủng bánh rồi hả? Ồ, mình đi lủng bánh xem lẻm nè. Đồ bơm đâu chú Tư coi kìa. Dẫn chú Tư dẫn xe lại đi, dẫn chú Tư chỉ coi đồ bơm à. Coi chú Tư sửa được không? Rồi đồ bơm con đâu? Này hả? Hư không sửa được luôn hả? Ồ, cái này hư rồi. Cái này cũng bị hư rồi. Ok các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giúp bé sửa cái đồ bơm nha. Mình sẽ chế là cái đồ bơm này nha các bạn. Cái đồ bơm này nó bị hư rồi nè. Dở. Mình sẽ tận dụng này nha. Rồi để chú Tư sửa cái đồ bơm cho con. Để chú Tư chút nha. Ok các bạn ơi, thì trường hợp mình cái dồi này nó các bạn nó bị hư, nó mất cái thanh chắn ngang này để gài đặng bơm vô nè ha. Thì cái dồi nó vẫn còn xài tốt, cái này nó cũng bị hư rồi nên mình sẽ bỏ cái này nha các bạn. Mình sẽ sử dụng cái này thôi, mình sẽ làm một cái bơm bằng ống nhựa như các bạn. Đây mình đã chuẩn bị một bịch đồ nghề sẵn nè để mình kiếm đồ nghề của mình. Cái cách này thì đơn giản, các bạn chỉ cần một cái ống nhựa thôi. Mình kiếm một cái đầu bít. Đây cái đầu bít ha. Đó. Nhờ cái đầu bít là mình làm được thôi các bạn. Đây, rồi, này, dụng cụ đơn giản. Rồi mình bắt đầu mình thực hiện làm một cái đầu bơm thôi các bạn ơi. Thank you.
Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tha keo nó nha các bạn. Tha keo để cho nó không bị đi hơn ngay chỗ cái đầu này. Đây để mình gắn vô luôn các bạn. Nãy thì mình bắn keo silicon các bạn, silicon cho nó bít cái lỗ lại. Xong giờ mình sẽ bắn keo mà nhắn mũ nha các bạn. Nhắn mũ để mà nó bít cái đường hơi chỗ này nha. Đó. Rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái một cái đầu bơm bằng xe máy nha các bạn. Cái này vừa bơm xe đạp được mà vừa bơm xe Honda được luôn nha. Đó, bơm xe Honda thì đơn giản hơn, còn xe đạp thì bạn phải có một cái chiếc xe Honda cái bên mới bơm được nha. Tại vì nó chủ yếu nó dùng cái ống khói các bạn, ống khói của bu xe bơm thổi hơi vô đây. Đó. Giờ mình bắt đầu mình thử đi thực hiện thôi các bạn ơi. Ok các bạn, thì mình đã gắn xong cái vòi ha, giờ mình bắt đầu mình thử vô cái bô xe nha. Rồi, lắp cái đi. Đây. Mạnh lên. Một chút nữa. Wow. Đây các bạn. Rồi, ok cả nhà ơi, như vậy là mình đã bơm chế thành công một cái đầu bơm mini cho xe máy nha các bạn, hay là bơm xe đạp cũng được. Đó, thì cái đầu bơm này thì mình chế chưa tới 10.000 các bạn, thì mình chỉ mua một cái khúc ống mũ thôi. Đó, khúc ống nhựa như thế này nè, dây keo mình dán vô, mình phan lỗ vô các bạn, mình tận dụng cái đầu bơm cũ bị hư đó, mình xài lại. Thì cái này nó có thể bỏ vô xe Honda để mình mang đi bất cứ lúc nào các bạn, thì nó vừa tiết kiệm mà nó lại gọn nhẹ nữa. Đó. Thì các bạn chú ý giùm mình ha, ở trên cái mỗi cái bu xe nó đều có một cái đặc điểm khác nhau nha các bạn, nên các bạn muốn tương thích thì các bạn kiếm cho mình một miếng gôn bằng cái gục xe nha các bạn, để mà các bạn kê vô cho nó không bị đi hơi ra. Đó. Rồi chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video mình hay thì hãy cho mình một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Rồi, mình xin phép dừng video đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.